Còn những người mà đi trên xe đó thì họ cũng không có giao tiếp gần với ai cả. Hàng quá thì cứ đến đó, ngay điểm đó số máy bóc để lên, đứng xa hết. Bởi vì nghĩ lại cái trước đây nó lây nhiễm để chúng ta nhớ, đó là bài học xương máu. Bây giờ nếu nó lỡ một cái trường hợp nào đó mình không kiểm soát được, bởi vì mới xét ngoài cổng nhưng mà vô đây là nó khác, thì xét nhanh là nó cũng phải là nó tuyệt đối đâu, đúng không? Vài tiếng đồng hồ sau nó có thể làm như thế, để khi lỡ có một trường hợp nhất xong thì chúng ta vẫn kịp thời để xử lý mà không có để lây lan mà. Cái quan trọng là những người đến đây, những người vận chuyển, những người tham gia vào hoạt động ở đây là đều được tiêm vaccine 2 mũi. Em đi như thế này thì em đi qua trạm rồi xe chạy vận chuyển, nó có cái gì nó làm cho khó khăn không? Người ta kiểm soát em như thế nào? Mấy sản phẩm mình lấy ở mấy tỉnh? Chị lấy nhiều tỉnh không? Dạ tỉnh. Mấy tỉnh? Tùy món hàng như lương thì ở Đồng Tháp. À, lương Đồng Tháp. Dạ, cái hàng gì cũng ở Đồng Tháp. Rất buồn. Là giống mình, đưa 2 lực lượng, 2 công cụ. Đây, dịch bệnh này lượng hàng nhà vườn trồng rất nhiều nhưng mà tiêu không hết nên hàng nó rẻ. Em giao đi mấy mối, giao đi tỉnh nào? Hay là trong thành phố này? Trong thành phố này, đa số trong thành phố này nhiều. Tỉnh khác thì có đồ vườn. Cái bộ phận cùng làm việc với em bao nhiêu người? Dạ, ở đây gồm 3 người, tài xế với lại 2 người. Có tiêm vaccine đầy đủ? Dạ có, lúc vô chợ là đủ tiêm đủ vaccine. Có lẽ chúng ta cố gắng khắc phục trong một thời gian để từ từ tình hình dịch bệnh nó ổn rồi lúc đó mình sẽ phục hồi dần trở lại. Chúc chị mua mai bán đắt nha. Huấn luyện mình ta có hướng dẫn mình cái cách là thực hiện cái nào cho nó an toàn không? Cũng có đồ bảo hộ, đồ cũng dự bị đó mà thấy cũng chưa có bản hàng nhiều à. Và cũng còn cảm giác xa nên cũng chưa có hâm mặt à, có những cái đồ bảo hộ hả? Cũng có nước khẩn chắc cũng khẩn thì có bỏ ra bệnh viện với bệnh viện và bệnh viện chấp hàng nữa. Chủ yếu là các bệnh viện. Bây giờ đâu có bán đâu, lên đây để mà làm cái điểm tập kết để em thử. Em có được tiêm vaccine chưa? Được rồi. Tiêm mấy mũi rồi? Thôi chúc em gặp lại nha.